Xin và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Các bạn ơi, hôm nay chuyên mục dạy tiếng Hoa rất là đặc biệt tại vì sắp tới ngày lễ của mẹ rồi mà. Cho nên không biết có cái gì đặc biệt đây thì bây giờ xin mời Thiên giới thiệu. Như các bạn cũng thấy đó là hôm nay chúng ta đã mời đến một vị khách mời, đó là cô giáo Tố Nga. Hôm nay cô giáo Tố Nga sẽ mang đến cho chúng ta hai câu mẫu và ba từ vựng. Nhưng mà xin giới thiệu trước là cô giáo Tố Nga đã có cái kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hoa đã mười mấy năm trời rồi. Và bây giờ thì mình giao chương trình lại cho cô giáo Tố Nga. Trước tiên thì xin mời cô giáo Nga giới thiệu với bạn nghe đài chút xíu ha. Xin chào chị Lê Phương, chào Thúy Anh và bạn nghe đài. Thì hôm nay thì nhân cái dịp là cuối tuần này là ngày lễ của mẹ, thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là mù chín trẻ. Hôm nay thì chúng ta sẽ có hai câu mẫu. Câu thứ nhất là 你看，这是我儿子送的母亲节卡片。你看，这是我儿子送的母亲节卡片。 Như vậy câu này có nghĩa là 你看 có nghĩa là bạn nhìn xem, 这是 là đây là, 我儿子 là con trai của tôi, 送 là tặng, 母亲节 là ngày lễ của mẹ, và 卡片 như các bạn nhìn thấy, 卡片 có nghĩa là thiệp mừng. Như vậy nguyên câu thì chúng ta có nghĩa là bạn nhìn xem, đây là thiệp mừng ngày của mẹ do con trai tôi tặng. Con trai Nga tặng đó hả? Cho mình coi chút xíu. Phải không? Thật ra thì đây là của học sinh em tặng, vì em vẫn chưa kết hôn ạ. Ok. Và chúng ta sẽ sang mẫu câu thứ hai, đó là 他的字写得真漂亮。他的字写得真漂亮。 Như vậy thì 他的字 có nghĩa là chữ của bé hoặc là chữ của anh ấy hoặc là một cái người nào đó ha, dùng 他. Rồi, 写 là viết, 写的 là viết ở cái mức độ, 真漂亮 là rất là đẹp. Như vậy có nghĩa là chữ của bé viết rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có ba từ vựng. Các bạn vừa học xong hai câu mẫu ha. Rồi bây giờ mình học thêm ba từ vựng có liên quan tới chủ đề ngày lễ của mẹ đúng không? Dạ đúng ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ đi vào từ vựng thứ nhất, đó là Qing zhu. Qi yin qing qing zhi wu zhu zhu qing zhu. Qing zhu có nghĩa là mừng hoặc là chúc mừng hoặc là chào mừng. Như vậy chúng ta sẽ đưa cái từ qing zhu này vào câu mẫu. Ví dụ như chúng ta nói mù qing jie you hen duo qing zhu de fang shi. Dài quá. Thì anh nhớ không? Mù qing jie you hen duo qing zhu de fang shi. Học trò này giỏi. Không cần giỏi. Như vậy câu này có nghĩa là gì ạ Thúy Anh? Câu này mù chín chế là ngày của mẹ, dỗ là có, hình tố là rất nhiều, xin chú này có nói là chúc mừng hoặc là chào mừng hoặc là ăn mừng, phong sư là phương thức hoặc là cách thức, cho nên câu này ghép lại nghĩa là ngày của mẹ có rất là nhiều cách để ăn mừng. Hay quá. Và chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa ha. Xin chú. Chúng ta sẽ sang từ thứ hai, đó là từ sông lỷ. Sông lỷ. Sư ông sông sông lơ y ly lỷ. Sông lỷ. Sông lý. Sông lý. Sông là tặng và lý ở đây là lý u. Như vậy chúng ta có thể dùng hai từ sông lý để thể hiện cái việc tặng quà, hoặc là chúng ta tách nó ra. Ví dụ như chúng ta nói
mù chinh chế có thể mãi lì u xong kể má mà. Ồ, xong lì bù chên à? Dạ, như vậy xong lì bù chên là bởi vì chúng ta tắt nó ra thành xong lì u. Và chúng ta có thể dùng vào trong câu một cách uyển chuyển hơn, chứ không nhất thiết là chúng ta đi hai từ. Okay. Vậy mình giải nghĩa cho cái câu đó đi ha. Hảo, mù chinh chế là ngày lễ của mẹ. Họ, mình có thể mãi lì u, chúng ta có thể mua quà xong kể má mà, tặng cho mẹ. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy có từ mù chín và từ má mà. Thì thật ra mù chín cũng là má mà, má mà cũng là mù chín. Nhưng mà mù chín là từ dùng để mang cái sự trân trọng hơn. Và má mà thì nó dùng trong khẩu ngữ là nhiều. Mình nghe nó thân thiện hơn. Dạ vâng. Như vậy thì chúng ta ôn lại từ này ha. Rồi, xong lì. Xong lì. Xong lì. Chúng ta sẽ sang từ thứ ba, đó là từ khăng nải xin. Khăng nải xin. Khơ an khăng. Khăng nơ ai nai nải. Si in xin. Xin khăng nải xin. Khăn nải xin có nghĩa là hoa cảnh trước. Kêu Thúy Anh đọc lại á. Đâu không phải tặng hoa đâu. Tưởng đâu là tặng hoa cho em. Chứ làm mẹ mà. Hả? Đây là hoa khăn nải xin, là hoa tặng cho mẹ. Em chưa làm mẹ cho nên em sẽ không nhận. Ý, nhưng mà cái hoa này là Thúy Anh từ gì? Từ làm đó hả? Đây là hoa cẩm chướng cho Thúy Anh và Thiết Nhi trong một cái chuyên mục khác cùng làm. Wow, như vậy thì chúng ta phải theo dõi xem hai bạn cách làm hoa như thế nào. Rồi tiếp tục. Rồi, như vậy thì khăn này xin đó là được mệnh danh là hoa dành cho mẹ để thể hiện tình tình yêu của con dành cho mẹ và tình mẫu tử. Thì chúng ta sẽ có thể dùng cái câu trong tiếng Hoa như là khăn này xin shì mǔ qīng zhī huā. Khăn này xin shì mǔ qīng zhī huā. Như vậy cái từ zhī chứ đó thì cũng giống như chữ tơ. Như chữ tơ thì chúng ta dùng khẩu ngữ. Chữ chứ này thì dùng trong văn viết là nhiều. Mù chinh chứ hoa có nghĩa là loại hoa dành cho mẹ. Hôm nay học được rất là nhiều từ ha. Dạ. Nhiều hơn bình thường hai đứa mình nhảy không? Hai đứa mình nhảy nhiều quá các bạn. Xí xô vô lẻo đâu mà tôi quá. Hôm nay bài học chất lượng. Cô giáo nghe câu khác mà. Rồi thì trước khi mình kết thúc cái chương mục dạy tiếng Hoa thì xin mời cô giáo Nga ôn tập lại hai câu mẫu. Dạ, chúng ta sẽ đi lại hai câu mẫu. Câu mẫu thứ nhất, 你看，这是我儿子送的母亲节卡片。你看，这是我儿子送的母亲节卡片。 Câu thứ hai, 他的字写得真漂亮。 他的字写得真漂亮. Và các bạn có phát hiện là cô giáo Nga phát âm rất là chuẩn không? Giống người Đài Loan quá hả? Và chúng ta sẽ vào tiếp hai ba từ vựng mà chúng ta đã học hồi nãy. Từ thứ nhất đó là qīng zhù. Từ thứ hai, sòng lǐ. Sòng lǐ. Sòng lǐ. Từ thứ ba, khăng nải xin. Khăng nải xin. Khăng nải xin. Hảo, như vậy chúng ta kết thúc. Ok, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như mà các bạn thích bài học hôm nay á thì viết thư tới và lần sau mình tiếp tục mời cô giáo Nga dạy cho chúng ta thêm những từ mới khác nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye bye.